Phụ thùng của Thomcom xin đây các bạn. Một bộ cặc te của Way RS Nhật nha các vị. Màu xám bạc này chỉ có một màu thôi nha các vị nha. Đôi khi là do mình quay góc chụp. Còn màu xám bạc chỉ có một màu thôi nha các vị. Chứ mình không xem ở trong hình trong nước rồi khẳng định là có màu này màu kia nha. Nó chỉ có màu... màu này màu xám nha các vị.